Thời điểm này dù mùa mưa đã qua nhưng vẫn là thời điểm của bệnh sốt xuất huyết. Dịch COVID-19 đã khiến nhiều phụ huynh phòng bệnh cho con trẻ mà quên mất những bệnh khác mà trẻ có thể mắc. Điều này đã dẫn đến những sai lầm trong việc theo dõi bệnh, dẫn đến số ca mắc sốt xuất huyết không những tăng trong thời gian gần đây mà còn đi kèm với số ca nặng. Đến giờ, chị Nguyễn Thị Trâm quê ở Đồng Nai vẫn chưa hết bàng hoàng vì bệnh tình của con gái. Gần một tuần trước, bé sốt cao, biếng ăn, lo sợ vì dịch Covid, chị không dám đưa con đi bệnh viện khám bệnh. Chỉ đến khi không cầm cự nổi, chị cho con lên hẳn Bệnh viện Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh thử máu thì mới biết con đã mắc sốt xuất huyết, tiểu cầu giảm đến mức rất thấp. Bé là vì sốt cũng rất là nhiều lần, nhưng mà mình cứ cho uống thuốc sốt rồi 2-3 ngày thì bé phát ban thì là chỉ là sốt siêu vi, thì mình cũng với lại mùa Covid nữa mình cũng rất là chủ quan cái chuyện đó, nên là nếu mà chậm trễ thì ảnh hưởng rất là lớn. 2 tuần nay, phòng cấp cứu khoa nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh liên tục tiếp nhận các ca sốt xuất huyết nặng. So với giữa tháng 11, số ca sốt xuất huyết giữa tháng 12 đã tăng gấp đôi. Theo các bác sĩ, điều đáng ngại hơn là số ca nặng cũng tăng, một phần do nhiều phụ huynh nhầm lẫn giữa sốt siêu vi và sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết thường nó sẽ sốt liên tục từ 3 cho đến 4 ngày. Tới ngày thứ tư mình sẽ thấy bé nó bớt sốt. Lúc đó nhiều phụ huynh người ta nói là không sao, con tôi nó hết sốt rồi, tôi có thể để nó ở nhà. Nhưng mà họ quên mất rằng là nếu như đứa nhỏ nó mệt nhiều hơn, nó nôn ói nhiều hơn, nó đau bụng nhiều hơn, thì đó là những cái dấu hiệu cảnh báo bệnh sốt xuất huyết nó đang nặng lên đó. Bên cạnh đó, nhiều bậc phụ huynh dùng thuốc hạ sốt không đúng dẫn đến bệnh sốt xuất huyết chuyển nặng. Vẫn có những phụ huynh họ có cái thói quen sử dụng cái thuốc ibuprofen để mà điều trị hạ sốt giảm đau. Thì cái ibuprofen ngoài cái chuyện là hạ sốt giảm đau, nó có một cái tác dụng phụ đáng lo ngại, đó là nó gây xuất huyết hệ tiêu hóa. Mà trong bệnh cảnh của sốt xuất huyết tiểu cầu giảm kèm theo uống thêm cái thuốc đó nữa, nó có thể làm cho tình trạng xuất huyết tiêu hóa của bé nó diễn ra. Cái đó cũng là một cái dấu hiệu nguy hiểm. Theo các bác sĩ, khi chưa thể xác định trẻ có mắc sốt xuất huyết hay sốt siêu vi, thuốc hạ sốt an toàn vẫn là paracetamol. Đồng thời, cần đưa trẻ đi thử máu khi trẻ sốt liên tục từ 3 đến 4 ngày. Khi được điều trị tại nhà, trẻ cũng cần được theo dõi sát sao để can thiệp kịp thời khi chuyển nặng.